Xin kính chào quý vị khán thính giả. Ở những video trước, tôi đã chia sẻ cùng quý vị toàn bộ thông tin về fan token tại soulsideos.com. Tiếp theo video này, tôi xin chia sẻ cùng quý vị cách để tham gia dự đoán các trận đấu bóng đá và nhận miễn phí cái token là SSU trên cái app soulsideos. Quý vị có thể sử dụng app SoulsideOS hoặc truy cập địa chỉ soulsideos.com. Ở đây tôi sử dụng app và tôi đã đăng nhập vào rồi. Quý vị muốn tham gia dự đoán trận đấu nào thì quý vị phải có token của cái câu lạc bộ đó. Quý vị có thể chuyển token từ cái sàn GD Exchange về cái app SoulsideOS này. Và quý vị cũng có thể mua Chini CHZ trực tiếp bằng cái thẻ Visa. Sau đó quý vị vào cái app này, quý vị mua cái token của các câu lạc bộ bằng cái đồng CHZ. Rồi, ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn và bây giờ tôi sẽ dự đoán các trận đấu bóng đá để nhận được cái token là SSU. Theo một số thông tin bên ngoài nè thì SSU có thể sau này sẽ được làm trao đổi vé xem các trận đấu. Rồi, bây giờ tôi sẽ vào cái wallet. Ví dụ, ở đây tôi có token của cái câu lạc bộ Manchester City. Rồi, tôi sẽ chọn vào Manchester City. Quý vị vuốt màn hình lên thì ở đây nó sẽ có danh sách các trận đấu sắp diễn ra. Đây, ví dụ tôi sẽ chọn cái cặp đấu Man City gặp Liverpool. Tại cái dấu cộng, quý vị dự đoán bao nhiêu thì quý vị chọn vào cái dấu cộng. Ví dụ ở đây tôi chọn là Man City 2 và bên Liverpool cũng vào dấu cộng. Tôi cũng chọn là 2. Tức là tôi dự đoán hai cái câu lạc bộ này sẽ hòa hai đều. Đó. Rồi, bây giờ tôi sẽ chọn vào submit. Ok. Và đây là toàn bộ thông tin những người chơi họ tham gia dự đoán. Như ở đây 21 là chiếm cái tỷ lệ nhiều nhất 34,67%. Quý vị dự đoán mà chính xác thì quý vị sẽ được thưởng nhiều cái SSU. Còn quý vị dự đoán mà không đúng thì sẽ được ít hơn. Ok, tôi sẽ chọn lách để xem còn trận đấu nào nữa không. Rồi, còn một trận nữa. Ở đây tôi cũng vào cái dấu cộng. Tôi sẽ dự đoán cái trận này. Rồi chọn submit. Chọn next. Tiếp theo, Manchester City gặp Watford. Đó, chọn submit. Chọn next. Man City gặp Real Madrid. Next. Ok, vậy là đã hết rồi. Rồi và đến đây tôi xin kết thúc video này.
Nếu như quý vị chưa có tài khoản bên cái sàn Genie Exchange, quý vị có thể đăng ký theo cái đường link mã giới thiệu tôi để bên dưới video này. Quý vị đăng ký theo mã giới thiệu thì quý vị sẽ được giảm phí giao dịch trên sàn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video.